Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Các địa phương trong tỉnh triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019. Quảng Bình đạt giải cao tại hội thi thiết bị đào tạo thử làm toàn quốc. Phóng sự chủ động phòng chống dịch bệnh cho học sinh khi thời tiết chuyển mùa. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn, số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 4 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 747 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ thị số 699 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tiếp thu lĩnh hội đầy đủ các văn bản đã được quán triệt để làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp. Hôm qua ngày 4 tháng 10, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 10 năm qua, công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên được huyện Bố Trạch chủ trọng thực hiện. Công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng được tổ chức chu đáo, chặt chẽ. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý 4 năm 2019. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 28.000 tấn, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt gần 12.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 848 tỷ đồng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2019. Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Quảng Ninh cơ bản ổn định. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 49.500 tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 3.500 tấn. Toàn huyện đã chuyển đổi trên 35 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 5.500 tấn. Huyện đã chủ trọng thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát dịch mổ, vệ sinh thú y. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 96 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chủ trọng thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo xã Tân Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, chỉ đạo xã Lương Ninh xây dựng xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Ninh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã đạt 239 lượt tiêu chí nông thôn mới,
trung bình mỗi xã đạt 17,1 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý 4 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng kết thực hiện 4 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm, bảo vệ thi công đường dây 220 kV, tăng cường hoạt động xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, chỉ đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019, khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hôm qua ngày 4 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã tổ chức bế mạc liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh năm 2019. Tham gia liên hoan có 75 tác phẩm, trong đó có 34 tác phẩm phát thanh và 41 tác phẩm truyền hình. Các tác phẩm dự thi năm nay đã bám sát định hướng tuyên truyền và thực tiễn đời sống xã hội, tập trung khai thác các vấn đề nổi bật như xây dựng Đảng, kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, các gương điển hình tiên tiến, những điểm sáng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các điển hình mô hình hay trong bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, mặt trái của mạng xã hội. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 11 giải nhì, 18 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao. Trong đó ở thể loại truyền hình, giải nhất trang truyền hình địa phương thuộc về Đài Truyền thanh Truyền hình Quảng Trạch. Giải nhất giao lưu đối thoại tọa đàm thuộc về nhóm tác giả phòng chuyên mục văn nghệ giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ở thể loại phát thanh, giải nhất phóng sự điều tra thuộc về nhóm tác giả của phòng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Giải nhất trang phát thanh chuyên mục chương trình thiếu nhi thuộc về Đài Truyền thanh Truyền hình Đồng Hới. Giải nhất chương trình phát thanh tổng hợp thuộc về nhóm tác giả của phòng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Giải nhất bút ký thuộc về tác giả Hoàng Đại Hữu ở huyện Lệ Thủy. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định tặng bằng khen cho các nhóm tác giả thuộc trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9 và trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6 năm 2019. Tại hội thi, tỉnh Quảng Bình có 4 thiết bị dự thi và đều đạt giải, gồm một giải nhì với mô hình tổng quan ô tô động cơ phun xăng điện tử của nhóm tác giả Phạm Minh Thanh, Trần Đại Thắng, Ngô Thanh Đức, trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9. Hai giải ba thuộc về mô hình giàn trải máy tính và hệ thống mạng của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Đăng Minh Trí. Mô hình giàn trải tủ lạnh hai ngăn của nhóm tác giả Nguyễn Đức Nhân, Trần Xuân Lập, Trần Thị Nhan, Phan Anh Thắng, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp. Một giải khuyến khích thuộc về thiết bị mô hình tổng thể khách sạn 3 sao của nhóm tác giả Lê Thị Mỹ Hành, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Thùy Linh, trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9. Thời gian tới, việc phát triển khu kinh tế Hòn La, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo gắn với phát triển thương mại dọc hành lang kinh tế quốc lộ 12A hứa hẹn sẽ biến nơi đây thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, 10 năm qua, khu kinh tế Hòn La và khu kinh tế Cha Lo đã thu hút 75 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư với tổng số vốn gần 45.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế Hòn La đạt trên 13.800 tỷ đồng, chiếm 43% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt trên 10 tỷ USD. Trên cơ sở mục tiêu định hướng cụ thể, Quảng Bình sẽ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Hòn La và khu kinh tế Cha Lo gắn với hành lang kinh tế quốc lộ 12A. Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Quảng Bình sẽ cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh để ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trong khu kinh tế gồm hệ thống giao thông, các khu tái định cư trong khu kinh tế Hòn La, hệ thống đường giao thông nội bộ khu kinh tế Cha Lo, các cụm điểm thương mại, dịch vụ và khu dân cư đô thị dọc hành lang kinh tế quốc lộ 12A. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích rừng trồng. Hiện nay, diện tích rừng trồng đạt trên 1.200 hecta, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Khoanh nuôi phục hồi trên 3.400 hecta rừng tự nhiên.
sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng đạt 361.300 mét khối, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển trồng rừng gỗ lớn theo vùng gắn với chế biến và tiêu thụ, góp phần phát huy tiềm năng và thế mạnh về rừng trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện Minh Hóa đã khuyến khích và vận động người dân đưa các loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương vào phát triển chăn nuôi. Hiện nay, huyện Minh Hóa có tổng đàn vật nuôi gần 29.000 con, trong đó đàn trâu gần 4.600 con, đàn bò gần 12.000 con, đàn lợn trên 11.800 con, đàn dê 619 con, đàn gia cầm trên 93.000 con. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt 10 dự án hỗ trợ nuôi ong lấy mật và 23 dự án hỗ trợ nuôi bò lai sinh với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay là giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát, ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em học sinh. Trước tình hình đó, ngành y tế Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một trong những dịch bệnh khá nguy hiểm và có sự lây lan cao đó là bệnh tay chân miệng, đặc biệt là đối với trẻ em trong độ tuổi mầm non. Việc chăm sóc và bảo vệ trẻ không chỉ nằm ở các bậc phụ huynh mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ giáo viên tại các trường học. Hàng ngày chúng tôi thường xuyên lau rửa sàn nhà bằng dung dịch khử trùng chloramin và các loại viêm tẩy, rồi chỉ đạo giáo viên rửa đồ dùng của trẻ hàng ngày và đồ chơi trong lớp. Rồi là đối với bếp ăn thì chúng tôi chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt về việc về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vào đầu năm học, phòng giáo dục và đào tạo đã phối kết hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trường học về công tác y tế, trong đó nói đến vấn đề dịch bệnh. Phòng đã chỉ đạo các nhà trường là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác dịch bệnh và phối kết hợp tốt với địa phương và các đơn vị y tế trên địa bàn của trường đóng để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine đặc hiệu để điều trị. Chính vì vậy, việc thường xuyên khử khuẩn, lau chùi các đồ dùng học tập, đồ chơi của các em là rất quan trọng. Bên cạnh đó, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cũng là biện pháp để phòng bệnh. Bước vào năm học mới, năm 2019-2020, Trung tâm Y tế chỉ đạo các trạm y tế xã phường tăng cường cái công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho các trường trên địa bàn thành phố. Chúng tôi tổ chức phun xử lý môi trường cho các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tập trung cho các trường mầm non, chỉ đạo các trạm y tế khi có cái dịch bệnh chân tay miệng xảy ra trên địa bàn thành phố thì báo cáo với Trung tâm Y tế sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Thời gian tới, ngành y tế Quảng Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe với phương châm đi trước một bước, lấy phòng bệnh là chính, nhằm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, đảm bảo môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho các em học sinh. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 5 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm 68 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 77 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 78 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 90%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 89%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 74 đến 94%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.